cũng quá phú quốc quá trời lớn bà con ạ. Bây giờ bắt đầu mình tới chuẩn bị hạ cánh rồi đó. Thì ở trên xa xa mình thấy những đồi núi này kia nọ, nó có nhà cửa coi như đây giống như đang mưa đó, mình thấy cái đường phi đạo nó ướt. Ồ, đang mưa thiệt bà con, chứ không phải mưa tọt tạt quá chừng nè, mưa gió tạt quá chừng đi. Wow, cái này mưa lớn à. Mưa lớn. Ồ, mưa lớn. Chào mừng quý khách đến với sân bay quốc tế Phú Quốc. Mưa lớn quá chừng đi, giờ cũng nhỏ đó. 30 phút trường, nhiệt độ bên ngoài là 29 độ C. Khi khách lưu ý ngồi yên tại chỗ, cài chặt dây an toàn chờ đến khi máy bay dừng hẳn. Và bên hiệu cài dây an toàn đã tắt. Hiện tại bây giờ đảo Phú Quốc đang mưa và người ta cho biết là coi như 29 độ C. Và coi đảo Phú Quốc này quá trời lớn bà con ạ. Quá trời lớn thì nên này mà nếu mà người ta mở cửa đón du khách thì cũng như sòng bài cái nọ thì kéo du khách tới rất là đông đây. Thì chúc mừng Việt Nam đã tiến bộ rất là nhiều. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho hành khách và cộng đồng, đề nghị quý khách tuân thủ các quy định phòng chống dịch tại điểm đến và nơi cư trú. Xin cảm ơn. Đường phi đạo họ cũng lớn quá chừng ha. Ladies and gentlemen, welcome to Phú Quốc International Airport. It is now 11:30 AM. The outside temperature is 29 degrees Celsius. Please remain seated with your seatbelt fastened and check the aircraft completely stopped. Ở nơi đây thì mình thấy đồi núi nhiều ghê á, cái này đã coi như có thể có đồi núi như vậy thì tránh được những bão táp gì ghê đó. Ok, mình
Trời mưa quay, quay rất là khó ha. Yeah. À, cô đừng người ta nói chứ coi như hai phi công bay trên chuyến bay này có một người tên là Frederick và một người tên là cái gì? Thì Phú Quốc International Airport. Ồ, như vậy là đây nó cũng bay quốc tế bà con ạ. Là chuyến bay quốc tế chứ không phải cơn nội địa không đâu. Bye bye con.